Ơi chào cả nhà. Hello. Bữa nay anh em sẽ khai trương tay lưới mới nha cả nhà, mới chát luôn, chưa đụng nước luôn nha. Toàn luôn đó. Đó, tay lưới kéo. À, anh em bây giờ thì đi kiếm một mớ ếch cả nhà. Nói chung là có cái gì mình bắt cái đó cả nhà ơi. Chưa biết là mình bắt cái gì nữa. Ở dưới cái mương này nè cả nhà, người ta không có nuôi cá nha. À, thấy bữa đó đó đi săn đó, thấy ếch nó nhảy cặp mé. Bữa nay mấy anh em. Gì? Trời chạy bự trời. Bự lắm nha anh em. Ê, nó chuối kìa. Cái chậm ơi xong ơi. Ghê ba vậy. Lấy cây sọt á lực. Cái chậm là lụm đó anh em ơi. Ê, xong ơi, nó dưới cái gì kìa xong. Rồi. Cây đống cây sao kìa. Tùng nó bự lắm. Tùng này dính hết này cứng khừ luôn á lực. Rồi lũ đi bên đây cả nhà ơi. Mới vừa là nhảy rồi, dắt mấy con chó theo cho nó vuông cho nó nhảy chơi. Về làm hết anh em. Đó, mấy con chó này dùng nó nhảy chơi cái gì. Cái cây đập con bé được ơi. Lăn luôn hả? Chậm thôi anh em ơi, đừng gấp anh em ơi. Chậm mà lụm hết. Ẩm điệu chuột ếch nhảy quá trời luôn mà. Bên em có mấy con chó nó còn tiếp mà kìa. Cái chì này nặng đâu dữ không lại. Được. Cái kia. Chụp gì? Chuột. Lên đợi lại. Không. Chạy tới bậy xong. Không. Không. Ra sao rồi? Cầm nó đi xong. Cầm nó đi. Tìm bây giờ. Cái gì tìm đây vậy? Cái gì vậy? Nó. Cá bò vậy đó, con cá chú gì đó lực. Gì hả? Trời ơi. Lực quần chưa tới quay. Ốp đây lại. Ốp cái mình kéo lại hai con nhảy luôn cái trời. Cá hàm tông xứng đáng con cả. Rồi, cá hàm tông dữ lắm ngon cả anh em ơi. Rồi, lên. Lên em ơi. Đừng có chuột cắn luôn nghe không? Đập ra ta ép vô luôn kìa. Ê, có gì vậy? Có không? Rồi, ok. Rồi, ok. Dữ lắm bự. Ê, dữ lắm bự. À. Ôi, vô. Trời ơi. Ếch dữ lắm bự. Ê, trở lại bắt ếch kìa không anh em? Bắt luôn. Rồi, ếch bự nha. Ếch bự lắm nha anh em. Chụp ếch trước đi. Chưa. Nhảy hay xong? Bắt chờ. Sợ. Lúng cái giò mày. Ôi, cái nhà ơi. Bắt cá không luôn. Ê, cá nó cái gì vậy? Cóc. Cóc nhỏ thả đi. Xương vô, vô. Là bấy nồi cơm hoành tráng này. Xúc ra cái vỏ đi lại anh lừa cho lại. Trở lại bắt hết lên kia này hay không? Ừ. Có nó kêu bự lắm mày. Gom lớn đi. Kéo lại luôn không? Hay là kéo lại luôn. Đầu đẳng kéo là ngược lại này luôn. Cho lại gian lại nữa hả? Đây đó. Đây lừa cho. Đây. Im nghe. Ôi, anh dặm kia kỹ được. Đấy cây. Lắm nó giờ sao nó nhảy. Anh lấy cây anh đập á. Bắt
nó thành tông thôi là coi. Sao đi ngược lại cái nó nhảy. Cái đuôi phi nhỏ nhỏ là bỏ lại đi. Thả lại ha. Nó này cũng được lắm không? Cam thông nó ngon nè cả nhà. Mình lấy giống ta lứa lại xem là cây. Cái cam thông này mà khô hết sấy. Cái lứa này mới mua 500 ngàn á cả nhà. 5 mét 100 ngàn. Mày cứ mang khỏe ra khỏi đi chợ á Lực. Cam thông bự nè. Cái chậm chậm là lụm ra xong ơi. Lưới này có tùng nè, có ếch nó dính. Bỏ đây rồi. Dễ dính. Hôm nay cũng được được rồi xong. Chuột bắt tiêu rồi trời, hay thiệt. Có thể lưới rồi anh em kiếm ăn được cả nhà. Nó nằm sát mé, nãy nó nằm sát mé. Nãy nó ngủ nó chưa thức đó thì quê. Nãy anh già không trúng đối tượng rồi đó. Bắt không ngày sống rồi. Nãy hút ngày đó lên sao? Chặn hoài. Trời ngớt nó ngon. Chục con hay sao? Chục con. Đó. Đó. Vô quà ở đó. Ở đây nữa anh em ơi. Cái con, cái con gì đi. Một cái nhà thấy dễ ăn cả nhà. Mùa này á, ếch nó dễ kiếm ăn lắm cả nhà. Mình đi bắt một chút xíu là có à. À, anh em thì săn bắt theo đúng cái thời điểm cả nhà. Ví dụ đợt này chuột nè thì cắt lúa thì bắt chuột, còn mùa khô thì bắt cá vậy đó. Khô cá ếch đây có gì nghe, có cá gì nghe, có gì chạy cột tay á, cưa lên anh em ơi. Rồi dội thằng luôn lại bóp lại con nhảy đó. Ơ con cá gì vậy? Phi. Này cá dữ à. Chưa lại. Ê, chừng cái ếch nhảy. Rồi. Lên. Ê, trời trời con cá bay lên. Hết hồn. Đừng ngớt nha. Cái này cá dữ à ta? Ở đâu? Coi có không? Nó không? Không lẽ nó bờ rồi. Không lẽ xuống vô chân rồi. Xuống giấu rồi đâu rồi. Thử còn không? Bự luôn. Ở về mình bắt kho cho mấy con chó ăn. Con gấu mình. Cái tông này bắt cái con tông bự á. Rồi ngớ mất tiêu luôn rồi, anh em ơi. Cầm đi rồi nó xuống dấu rồi. Ừ. Con đó. Được lắm dụng trước kìa. Lật cho làm sao là được cơn khẩu vũ. Lật cho làm sao là kéo nó vụt chân à. Nãy lật đi lượt nhảy rồi cái gì dính rồi. Đi cũng khác má được rồi không có nhảy rồi. Tôi lưới cái bàn khỏe hay xong. Khỏe luôn. Đi thôi anh em. Cá anh Lực ơi. Hay ta. Đảm vợ. Cá dữ ta. Bắt luôn gà khác mà bắt luôn. Làm như nãy mình đi qua rồi đó. Ổn chú chân mình nói xong. Ừ. Mình chó bắt tay vô chân chạy. Chạy luôn. Ô đây đây.
Đó, nhảy kìa. Con bệnh vậy đi bên đây quê. Hả? Ừ, cứ ngắt. Tập hả? Cái phi dữ mày không? Đó. Sao đây, sao đây? Hoàng hết rồi phải không? Trời ơi. Cá dữ hả? Kìa, kìa. Bay vậy. Anh thôi. Phân chị lại. Đâu rồi? Mấy nữa, lên. Giữ thằng cá hả? Thôi dữ lắm cá anh em ơi. Đó, có cá gì tịt dữ lắm nha. Thôi dữ lắm cá rồi. Ơi, ớt dữ lắm bự. Ớt dữ lắm bự. Lên bự đi xong. Dở lên xong nhảy xong. Ớt dữ lắm bự nha. Nha. Luôn thấy luôn. Cá đó, hình như hai con cái gì anh em ơi. Kìa. Một con bự con nhỏ. Như hai con cái gì tao thấy con bự con nhỏ xong ơi. Làm dưới lực, nè lực ơi. Cái nào cá. Đây cá. Cá bỏ mày phù á. Đó, sao không lại? Đấy, nhảy lại. Đó đó. Phì đi. Dụng hết ra ngoài nha. Giật dụng hết ra ngoài là giận nghỉ chơi số điện thoại luôn đó. Bự dữ ta. Nãy thấy con nhỏ nữa mà ta. Con này con bự hơn nhỏ hả? Con đang bự. Con bự á. Con còn nhỏ nữa. Còn đó. Mới gặp con nhỏ hôm nãy nhảy mà. Bỏ vô bao mà đi quýnh ông Định Bao nha. Đâu rồi? Con nhỏ nhỏ hơn. Con nhỏ nữa hả? Còn con nữa. Là con nãy. Nó con nhỏ mà ta. Con nãy luôn rồi. Nó con mòn. Rồi bắt cá đây. Bắt cá. Mới có hai lưới rồi như cá nè. Gấu này vô luôn. Trời ơi con cá bự. Rồi có cá con tầm không? Vậy có cá tầm đó, con tầm đó. Tầm nhất rồi. Nửa tăng tăng đi nhé con. Nè. Rồi cá nhỏ không xong rồi. Rồi thả đi. Có mang chó dùng tiếp anh em ơi. Ăn con một là lúa nhìn sao. Cái con kia nhỏ hơn con này kìa. Tại nó nhảy nhanh quá thấy nó nhỏ rồi vậy. Teo lại hả? Ừ. Nhanh quá nó teo lại. Nó coi cá con bự luôn. Rồi anh bỏ qua kia đi. Ít bự bự không ta? Ừ. Quá êm. Cái con rồi. Chục cái, chục con ha. Sao đây? Sao đây người ơi? Đó, cá nhảy kìa. Chưa lắm cá. Chưa. Đó, trời ơi, cái gì cá dữ thằng hả? Cưa đi. Rồi. Thầy lưới này như xác cá là nghe anh em. Thôi ơi. Nhảy lắm nhảy. Thôi ơi. Đó. Lắm liệt liệt rồi. Có ếch không? Có ếch không nha. Chưa thấy. Chưa thấy ếch. Giữ thằng cá hả? Đậy thùng bê luôn quá lực. Có con diện chọc chọc cái dưới dọn nè. Rồi. Ếch đâu? Chừng hốt con ếch luôn nha. Mấy gì à? Nó nhầm khi nó chú nó trốn á, hay lắm. Hôm nay không dính. Hết hồn trời đứng ếch trời. Nhụi. Chắc không dính quá.
Hôm nay mấy con gấu này có cá ăn nữa rồi. Thằng rồi cá phi vô rồi. Túi đâu hay ta? Đắng lên lực, không đắng lên lực. Khi nó sâu quá nó lướt rồi xong. Đi là gai ra gai nè. Nó bành bành. Cá phi bự quá. Đây cái thùng bê luôn á anh em. Đây thùng lòng bự. Đây chút ngựa mớ cá. Ta cái rô phi bự bự mình chiên giòn luôn mấy không? Ừ. Có thép luôn nè là. Nè cá đậm rồi nè. Thép luôn hả? Hai ba con luôn nè. Bỏ lên mới thấy. Nó nằm ở dưới đó. Bắn hành xong. Ừ, bắt luôn hả? Ừ, bắt luôn đi. Cái này chắc gì bắt cục đắng quá. Cá sặc là bự nè, bắt cá sặc đi. Ừ. Rồi, cá nhỏ thả đi xong đi. Rồi, đắng, đắng. Thường thường anh em mình á gì đó, bắt cái nào hiếm hiếm là mình ăn à. Cá phi dùng phi ra không? Làm cho quất đảo đi xong rồi. Kiếm không có. Kéo cho. Để quất không? Ừ. Lắm cho quất à. Đây. Có cây bự rồi đó. Cắt cái này là sao? Lắm nặng lên là coi. Đó. Nè. Thay phiên cái gì? Mấy ký á. Giàu rồi, bữa nay giàu rồi. Giờ quất à. Rồi, đi lại. Con gì trời? Con cá gì nó quậy gì lắm bự đây nha. Con cá gì quậy gì lắm bự á. Dữ lắm mấy cái cá à. Vô mấy cuối nè. Gì đó lại. Đó, cá rồi, cá dữ thằng ơi trời. Kìa. Đâu, chị đâu. Đây, chị đây. Trời ơi, dữ lắm cá xong rồi. Khứa đi. Khứa từ từ ơi. Thôi thôi kìa. Thôi thôi kìa. Thôi thôi. Cái dữ thằng à. Bữa nay mình kéo ếch rồi, dính cá rồi cả nhà ơi. Ếch. Có ếch không? Chừng ếch nha lời. Rồi chuẩn bị xô đi xô rồi. Cá bự kìa. Dính lên. Ếch kìa, ếch. Đó kìa kìa. Bự lại, chụp lại. Lụm. Nó đồng dính cống nha cả nhà. Khoan lại. Vô cả nhà ơi. Này mấy con rồi ta? Mấy con này con đó nó các bạn đó. Con đó. Ếch đồng nè cả nhà, cái màu cái đồng nó khác với nuôi nha. Ờ đang ếch nè, nó quay à. Ôi lựa gì đó. Rồi đi bắt cá nè. Đi chuẩn bị bắt cá hả? Đi bắt cá rồi thằng ơi. Bắt cuộc nha. Ê con cá hiểu kìa anh em. Bắt luôn. Thôi nhóc chơi mày ơi. Cá hiểu hai ba con kìa. Rồi sao? Xúc lên bà đi. Hai đứa chụp. Ừ, xúc lên nữa nó đi rồi. Trời ơi cá. Thôi bữa nay bắt ếch hay bắt cá không biết luôn. Cá hiểu. Đây là con cá hiểu. Co tép mỡ rất là ngon luôn. Thấy con cá lồng tông không cả nhà? Trời cá trong đá. Đây là cả nhà, cá lồng tông nè. Cá này mới ngon nè. Cá lồng tông nè. Đá tông bay. Này tông đá. Cá tông này cả nhà biết làm gì ngon không? Nấu ăn ngon lắm. Ngon.
Đấy, con cá thử làm cho nó hiểu lại. Dướng. Sao dướng dướng cái gì hoài á? Con nó cái mỏ này nè. Chụp. Thôi. Giàu luôn rồi cả nhà. Rồi. Qua cái mương bên đó đó. Qua mương bên đó đó. Thôi qua mương giữa này xong thôi. Ai biết đi mương nào đi à. Ngon lành mà đang ngon mà. Mương bên đây mấy mương bên đây có ớt. Mương nào? Sau lưng mình nè. Đi qua đây. Chắc hiểu rồi cả nhà. Đợi nó cá rô phi bự đi. Con nhỏ nhỏ mình thả lại. Ôi cá sặc này sặc. Sặc phướng. Phướng á. Phướng đực. Con cá này nó ngon. Con giọng bớt đi. Nổi rồi. Dữ lắm nhiều rồi cả nhà. Bớt ha. Nổ vô túi giọng bớt đi. Con gấu nó mừng nó chạy dữ không? Mừng, có mồi. Rồi. Đây. Cũng 4-5 ký cá à sao. Mày ăn tuần lễ chưa hết rồi gấu ơi. Rồi, đi đi mình đi lãng kéo vô đi cho xong giọng này đi. Tới mương này coi nha. Kiếm chục ít nghỉ anh em ơi. Mương này cạn hơn nãy dữ quá. Mương này nó nhỏ hơn. Mình giọng đó đi coi nha. Sâu sâu xuống sâu. Mưa này người đi trước người đi sau đây. Không uống phí anh em mày. Đi trước đi lại. Đấy, đi tôi đổ qua bên kia. Nãy lúc mà đi vô có thấy nhảy con hay sao? Con gì á? Ờ cá dính đầy cái bộ mà kìa anh Lực. Cong cái tùng lên luôn kìa anh Lực ơi. Ấp ấp đây anh em ơi. Ớt đâu không? Lên lại thôi. Rồi lá dữ hả? Lâm lá mà. Dạ. Chưa nhảy lên đó Lực. Đó, cá nhảy kìa. Có chân lại. Hết không? Cái mẹ nó hơi thấp hay dữ vậy? Hơi nhỏ. Sao phì? Lên coi có ớt không khui chắc không rồi. Rồi. Mương này ớt cá quá giao qua mương bìa đi xong ơi mương này không có xong ơi mương bìa bự á. Ừ. Qua. Còn cá bự nữa. Qua mương bự kéo qua nhà. Sao đây cả nhà ơi. Lá Lực ơi. Cá có cá không? Đó. Rồi lên luôn anh em ơi. Ê, chăn nước. Đâu? Dạ.
Trời. Giờ nó đi. Chưa cho xuống đi. Không đạp cho nó xuống luôn. Giờ nó đi. Rồi vô. Ôi có anh đó. Đó đâu? Mới nhảy lên mày á. Không rủ lại đi. Cao lên đi nhảy đó. Mình ra đặng đi luôn. Mình ra đặng đi. Nước là chưa vô lưới cái gì ta? Ra luôn á. Nó thằng hạ xuống đi sát rồi nè nó. Cái con cá. Trời ơi trời. Còn coi coi kìa lại dắt nước kìa lại. Ôi dắt nước giặt. Hay quá anh em ơi. Nước bành chi mà. Nói nó vừa. Nói sao có vậy trời. Cái nước dắt nước thiệt. Bành chi luôn. Chưa. Để lấy cái bọc. À, giặt luôn á xong. Giặt mà. Ai xong nước. Sao mà nói gì có nói xong nhắn là mập dữ lắm mập quêm quêm u quỳ ha xong nó chơi có thiệt cả nhà ơi vô có rắn có ếch luôn còn con ếch nào mà nào nó đi có cái nào dính con ếch nữa không ta. Đường cà phê với gai á xong lời. Cá hả nè, cá không đi. Ở đâu? Hết. Ê cái Linh kìa. Cái bự lên xong, cái Linh bằng chi kìa. Linh nè cả nhà. Vô. Ôi ôi, lắm lâu mới gặp cái gầm hay gì ta? Cái này cái không phải. Đậu mang. Đậu mang. Không có đây. Hết luôn rồi. Hết luôn hả? Rồi. Ra luôn. Thôi đừng có nhắc rồi. Cá lưới dính rắn rồi cả nhà. Vô vô vô. Cá này lại. Gấu nó vụn con gì trời. Gì gấu? Không biết cái tôi gục gì được. Chuột gì đâu, nó lặn gì đó nghe không. Đó, kéo vô nó lưới luôn. Đứng lại, lật ra, tới lật coi. Anh đứng đi. Thôi, mày đọc cái lá lên vừa đó. Rồi, dữ lắm cái lưới này là lá rồi. Lại bước qua đây lại. Lâu cái chì lên lại. Hôm nay nó có cái hổng nè. Sao đây? Đó, cá nhảy. Đó. Lên. Gì vậy? Cái không cá ớt vậy? Ớt trong đây. Quả lá. Có cá gì dữ dữ không? Cá mít. Giặt cá thì bớt đi. Cá hiểu. Gầm quá, u quá, gầm rồi. Mà không có ớt thì tìm mít lại. Ê, mốt mình đi chạy hầm, mình chạy ba lá này được các bạn. Ừ. Cái mướn mình làm luôn hả? Chết quá, không có ớt à? Chưa. Nhớ lên, không biết được. Ờ đừng nhảy ra để nhảy có nhảy ra sao. Cũng cạn rồi đó hả? Rồi. Bắt coi. Bắt coi. Không có ếch rồi, xong ơi. Mùa này không có con nào luôn trời. Mà thường là con rắn hả trời. Nãy có con cá thiểu kêu rồi. Thiểu bự lắm. Vũ lên. Dưới không? Nó hai con đó hai con kìa. Không có cá thiểu luôn rồi. Ngoài luôn rồi. Trời ơi. Thôi, đủ 4 con này, 3 con khó chi lắm. Ăn ngủ con cuối cùng đây. 3 con chắc có 3 người ăn quá. Sao không cười rồi. Nó đi cho ăn rắn ra đủ rồi. Đụm con anh em ơi. Mới nhảy mà. Nằm trong đây chứ đâu. Đây chứ đâu. Anh em đừng lo. Chưa. Nó
Lên. Sao đây? Bốn con. Đâu rồi? Sao mà lại? Đấy. Giàu. Sức quốc rồi. Anh ơi. Thua rồi anh em ơi. Giờ không vô rồi. Lại mò ơi. Mò. Mò. Biết được được mò. Ừ. Có nhiêu ăn nhiêu cả nhà ơi. Túi cá. Ba con ếch với con rắn cả nhà. Ê. Mấy con ếch này về mình làm cái gì nhậu ngon ta? Sò mướp hả? Sò mướp anh Lực. Sò mướp đi. Sò mướp ha. Ok. Ok. Cá rô phi mình chiên. Chiên giòn ha. Ok. Thôi, về anh em mình làm lương xương cả nhà ơi. Vậy thôi. Cũng ngon lắm chứ bộ giỡn à. Ngon chưa? Được con rắn với ba con ếch cả nhà ơi. Bốn anh em giá kiếm con nữa mà không có. Bên đây cà phê mình chiên giòn nha cả nhà. Đó. Ếch với rắn á mình sẽ xào mướp. Được mớ cá ra cả nhà. Ê, dùi. Đó. Mớ cá này mình chia cho anh em ăn cả nhà. Đó dưới đây nè. Mướp này mình xào nha. Có nhiều mình ăn nhiều. Thôi mình chiên nhiều đủ ăn được rồi xong rồi. Như mình chia cho mấy anh em ha. Ngon cũng ngon chứ bộ giỡn à. Này mắm. Mắm chấm cá chiên. Cùng nhau kiếm đồ ăn, cùng nhau mà ăn. Ăn xong rồi còn chứ gửi gia đình ăn. Sắm tay lưới này nè, không có sai lầm đâu anh em ơi. Kẹt đem ra kéo cái gì cũng có ăn hả? Ừ. Kéo khỏi đi chợ. Có 2 mương à, cá nhóc chân cả nhà, cả 4-5 kg. Làm ở sớm giờ cũng lâu lắm á cả nhà. Hai dĩa, một dĩa chiên với dĩa xào là mình nhậu được rồi. Chiều lưng xương, lai rai đỡ nhất mình. Nhiều lắm, bộ ba ếch bự mà. Rồi, mình ướp. Có một tô chứ bộ giỡn hả trời. Nhiều chứ. Độn được trên 2-3 kg mướp nữa cả nhà ơi. Vậy chứ nhậu không hết, nổi đó. Đây mình rượu nhậu rượu mật ong nha cả nhà. Còn bò cu bê với trứng cá tầm của anh Mằng cho để tủ lạnh đó nha. Đó mình để sao đi. Bữa nào mình làm ha. Bữa nào mời mấy anh em lại nhậu sao ơi. Cho biết. Mặn nghe không? Nước mắm nấu á. Mời mấy anh em lại ăn trứng cá tầm cho biết. Chia sẻ. Sang nè. Anh Tính nè. Anh Tèo nè. Đó. Vô. Trời ơi. Dữ hả? Không em xuống kích luôn cả nhà. Chứ làm 5 lít chủ đế được đó cả nhà. Bên đâu hay bên đâu? 5 lít chủ đế được rồi. 5 lít hả? 5 lít hay hơi mặn lắm, hơi bị đánh là. Cách đồng rất là ngon cả nhà, rất là bổ dưỡng luôn. Ơi, mình cho mướp vô cả nhà ơi. Trời ơi, khao mướp luôn. Hết luôn ha. Ừ. Quan trọng là mướp nhiều ăn ngon lắm. Hồi đảm bảo hồi ăn mướp không phải ăn thịt à. Hồi cho nó teo. Thấy nhiều nhiều vô hồi teo lại cả nhà ơi. Mướp nhiều ngon. Ngọt.
Chút non nghèo luôn nha. Chút này là nguyên vàng ở sau hè mình đó cả nhà. Con chú trồng. Rồi đó, vào chén anh em ơi. 5 phút là xong. Cái nhà ơi, ngon nè. Ướp mà nó chín vừa vừa vậy nè cả nhà. Nó mới đã nha, nó mới ngọt. Chín quá, mềm mèo. Ừ, bữa nay lên lầu chơi nghiêng. Được nha. Ok. Ôi, dữ lắm ngon. Mà hấp định chín quá, chín quá ngon. Nó mềm. Chị đương biết sao không? Cái thèm miếng. Món này là thứ gì cho nữa cả nhà. Để bên kia đi xong bài. Để kìa đưa tao tên là cũng đi. Nhìn được coi. Chưa là em gửi lên tiêu. Này mình hết hành này. Có hành mình lấy hành vô đây. Mình bắt vào đây. Nhập tiết. Ôi buổi chiều đẹp anh Lực ơi. Xong ơi. Đẹp quá. Tuyệt vời không cả nhà. Bên kia là hai đám phai cao. Mít mình đợt này trái dữ lắm luôn nha cả nhà. Chừng nào thu hoạch mít lúa chia sẻ cho cả nhà xem nha. Giá trời mít 70.000 ký đi. Căng. Gì căng lại. Gió thổi lên anh ơi. Năm nay ăn Tết hoành tráng à. 70.000 cái là hoành tráng luôn á cả nhà. Tết này nào? Tết hôm nay uống bia không à? Chắc chắc dân bùng ở ngoài đông quá. 70.000 trái là ha. Thì giới gì còn? 70.000 ký ông nội, trái. 70.000 ký. Trái không đủ tiền phân á. Dân bùng dữ mà đó. Bữa không? Mình tối nay mình tối ngày mình lên đây nè, mình đập thùng cái mình ngủ cái. Vậy là kêu dữ đó hả? Ơi mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng với mấy anh em. Mời cả nhà. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà luôn nha. Luôn nha. Mời cả nhà. Sao vô. Thử miếng mớp à. Múc vô ly ngủ im với anh xong. Mời cả nhà miếng mớp xào ớt nha. Ngắm mà đặt. Mớp phải thấm lâu lâu phải không? Mời cả nhà luôn nha. À. Trời khá nè mình. Không? Nóng giờ. Mời cả nhà con cái rô phi nha. Để cái hồng nhân dính mình mất nha. Hút gắn luôn nha. Nói chung là gắn nó cũng được cả nhà. Nhưng mà làm thêm món nữa lu bu quá ha. Để chặt xào luôn. Gắn miệng mà. Mời bật hai con cái món gắn xào đá muốn. Xào đá muốn. Món đọc chiêu đi. Mời cả nhà trái hiểm nhà lúa trồng nha. Uống nguyên trái luôn. Cần. Phải luôn. Nhanh nhanh lên mới được. Đã uống miếng rượu vô. Giữ nhanh lên được. Nhanh nhanh vô. Giữ lắm theo không? Không bước non không sao. Trời ơi, phải ăn với nước mắm trong. Nếm này nè. Ok. Đây. Ớt xào đi. Nhà miếng ớt xào luôn nha. Vô 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 vô. Vô nè hả? Uống cái ăn được. Quất. Vô. Xong là uống. Vừa nó lại. Mới đầu tử nha. Cá thầm chiên dọn này nè. Xong là uống nha chị bầu tử. Không uống nhiều kìa, cũng uống ít kìa, uống nhiều đó đi ăn hai bộ tử luôn. Dám là mày uống ít là nó mới cái thấm chỗ này chỗ kia, mà uống nhiều trong là nó đều quá, nó đều trong á, như cái bình chứa đầy lên. Anh nó chơi ngang lại, uống cho nó ngang ngang lại. Uống hưng liền anh. Quậy. Nó không quậy một chi nữa.
Người ta uống nhiều nó quậy sao? Nhiều nó. Uống nhiều cái quậy thì sao? Uống nhiều là mình quậy. Không. Uống nhiều quá mà nó chưa kịp quậy, hồi về nhà nó mới quậy sao? Hấm hả? Chơi hấm. Hấp nó dai quá. Ngọt. Ở đâu mà? Cá không ngon. Nào làm cái nước chấm nó ngon nè. Được. Được hả? Tỏi ớt. Tỏi ớt. Kẹo. Kẹo lắm kẹo. Mà cái này miếng ớt nha. Ớt xào chấm tỏi ớt hả? Chấm lộn cái gì? Lộn lộn rồi. Chứ là lâu lắm anh lên mà không lên đây ha. Chấm lại à? Chấm lại nữa hả? Chấm lại nó mới thấm. Nhắc này là trên đây là ngồi mình thích hợp để mình nhậu đúng không anh? Có lên đây rồi có bắn không luôn. Cho thừa. Cứ lợp hởm mà đứng nhìn lợp thấy người ta bán cá bên trong xiên mà. Ta ngồi khúng khúng người ta bán. Dưới gì sao? Gan thiệt luôn. Nói gan thiệt anh sao? Nó thiệt mà. Đúng là chân cơm đã là xong. Ngọt. Không thua được. Quốc hào luôn. Ngắn nữa coi. Yên tâm. Còn mướp nó ngon hơn thịt. Mướp ngon. Ngọt hả? Rắn mềm quá. Rắn này cũng lấy mà. Mà mập nha. Mà cái nhà mới rắn nha. Em thấy nó nhớm nhớm rồi anh sao? Nó quặn quặn nè. Được uống. Như đây thôi. Như không kẹo quặn vậy à. Còn mấy không? Chút. Bơi chân cơm lên đẻo thứ nào chưa nói. Thứ bảy chân này. Vô. Uống gì em gót cho. Uống hết ra này nghỉ nha. Cơm đi. Ừ, chút rồi. Để lửa ấy cho anh bơi cơm đi. Bơi cơm đi. Rồi. Chút gì cơm đi. Cái chiên không ai ăn cho người ta. Ở nhà con cá rô phi chiên luôn nha. Bây giờ khóc à. Ngon lắm. Chơi nguyên con đi. Mày đã. Làm cái đùi ớt nha. Rồi. Cái nhà ơi. Có cái đùi không? Đùi gì? Không biết cái đùi ha. Cái đầu đó quê. Đùi. Không lẽ nhìn lầm ta. Ăn cá chiên rồi gấp xài nè xong. Đã nhiều vô ăn ngon. Sao ngon? Má ơi, cá dai. Dép dưỡng lắm nó dai anh em ơi, dép vô. Ủa chấm gì đúng không? Cái nào cũng được chứ á. Xài chấm vô. Phải không? Xài vô đây thì nó nước mắm bên đây thì nó ấm lại. Hao chứ. Hai thứ trộn lộn. Trời ơi, dép ngoài. Ngon. Hay thử luôn phải không? Ừ. Loại bào cái này khéo quá quá, dài quá quá. Dài không gấp. Giòn. Ngon quá nha. Trong bữa hấm tao bảo nó cục cục không mày. Nó có đèn sát xuống á. Rồi, sát xuống. Mạnh xuống. Mốt học cách bào lên chứ nha. Phải điều tay nữa nè. 2, 3 kéo. Có được cái sò lăng ngon không? Sò lăng có chỗ người ta kêu sò hon kìa. Hon phải không? Còn chỗ thì mình kêu thôi. Đi dùng. Mòi ngon, mòi ngon không? Có này té 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 cái nha. Ủa té 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 là đi không nổi ra hay mới té ra hả? Tay câu này nhớ nhớ nha. Ngồi đường mà lai rồi, nó dễ lắm. Sết quá. Sết gì vậy? Mấy cái quà bánh đang coi clip này chắc nó thèm lắm nhờ.
Đây mua nó bắt ớt hay nha. Ừ. Nó sát ớt như lường đó, mua mà. Vô. Cặp quại trời. Vô. Đừng ngon. Tôi đang nghe ngon mà. Vô. Vô sao? Cái đầu cái... dưới vậy sao? Cái đầu cá nó béo quá. Em buông hết rồi đó nghe. Ông nghe, con cá này cái đầu nó béo thiệt nhưng mà ông nấu canh chua hay là ông kho gì á ăn mới được, nước mới ngon. Còn ông chiên nữa ha, khô gan. Khô mà giòn. Ở đây cá nhiều của nhà ăn nguyên con. Chưa đâu. Mình ăn này chưa được phân nửa nữa cả nhà. Mấy người chừa ông giấu cả 2 kg á. Chừa mấy giấu mình á. Kho cho nó ăn nha. Chừa đây kho nè. Cá nhóc chân mà. Cả nó mình săn bắt gì được nhiều quá cho nó ăn đi, nó thấy nó bắt lại cho mình ăn, nó bắt lại cho mình. Hôm qua không nhận cấu còn bự clip hôm qua không ăn luôn trời, nó nhường cho mấy nhóm nhóm nhường mấy con gan lại đưa ra nó ăn luôn. Nói nó nghe nó trời, cái gì bữa nay cũng ngon chứ quên hay là cái bụng nó mấy ông đói quá giá nó dữ lắm. Không nào. Mấy ăn ếch xào mướp à. Nhớ lần không? Cái chòi mà mình đi trốn qua cái Covid á. Tôi bắt mấy con ếch hay mấy con gì đó về xào, trời ơi ăn xào mướp không ăn thịt. Ngọt. Ngọt. Luôn không nhớ gì bằng đi qua tới Châu Thành bánh mua 2 cái tôm. Dòng bấy gì đâu. Chắc biết à. Mắc tên luôn hả? Mắc rồi 2 con. Chứ ra cái gì? Cái càng nó ngoe. Còn 2 con với cái càng. Ai lấy kỹ trời. Để đầu mắt. Bỏ vô cái dân á. Dân nữa đó. Kêu tôi qua dở. Vụ xong hả? Ừ. Rồi tôi cặp hai con tôm. Tôi nói ở đây làm việc có tôm trời Phật. Hai con tôm mà 5 cái cạn. Chắc chừa lại quá. Lấy hết thì kỳ. Bởi vì chừa lại cho ba ăn. Thôi vô. Vô. Hết nha, cạn lên nha. Không. Lỗi là người quen á. Chứ ở nhà cừ lắm vậy. Em mấy tôm ở nhà cừ lắm ha. Thôi cho mày thả. Tội ngu nè. Ở nhà ăn mấy con tôm chắc ở nhà cừ lắm á cả nhà. Không biết mấy người nói giỡn rồi, nói thì sao ha. Vậy mua không sao lắm chứ bộ à. Đi bánh mười mấy cây á. Tới Châu Thành đó. Trời chắc cây nào á. Rồi, nó tới hai mấy cây ăn. Hai mấy cây hả? Ừ. Xa lắm. Ở đây tôm sông bự đâu có đâu. Mà đó tôm nhiều quá ha. Ừ. Đâu có lắm mua tôm ta câu á. Anh em tới một con tôm anh em ơi. Gà mình hư rồi, chưa sửa lại được. Phải sửa lại. Nó bị xì nước rồi nha. Mình phải sửa lại mới được. Nó kéo mình lên lắp lại. Lắp giò à? Đợi. Để tìm người ta kéo lên mới nổi chứ mình đâu có máy móc nào kéo lên. Bằng mình đâu có bến đâu. Chết cha rồi. Kêu bằng này gì? Kêu bằng lên lắp giò. Lắp giò. Lên ẩu, lên ẩu khóa không? Chứ sao đó? Lên ẩu. Ừ. Ẩu lắp giò lại. Uống dầu. Ẩu không mới lắp giò hả? Giò cái cho ông chét chai rồi chét cho nó uống ba cái dầu chai đó. Uống dầu trước. Cạo. Chất dầu. Uống dầu chứ. Rồi lên ta lấy búa ta đục ra, đập ra, xong rồi mình đóng cái bè mới. Cạo hết cái chai cũ mới được. Tôi xin uống rượu đi. Cứ không phải là ta cạo ra hết. Ta mới dầu nó chét lại. Ta từ ba cái mục phải bỏ. Ngon mấy không? Nghe mình phải đi có gì xe gì. Đâu?
Đừng có gió nó không ấm đúng rồi. Có người lạ lạ là nó sủa dưới lớp sủa. Nhưng mà mình cũng lạ hay bà. Vô. Mình mới gặp hàng ngày mà. Trai à. Mới gặp ngày qua nay mà không lạ. Mời cả nhà đi nữa nha. Mời cả nhà luôn nha. Mất vị ngọt luôn. Bây giờ gặp mình là chạy theo không với sủa gì nữa. Chung là nó quen luôn rồi. Quen. Đúng không? Người nhà gì đúng không? Có nước kéo. Đang máy bữa chưa hết. Không, tại đây lưu máy mới bữa nay sát cá nha. Ừ. Muốn cái đầu tiên hết hồ. Cá nhảy sò sói luôn rồi. Nhằm khi đây tới mua giờ nó không có cá, không dính cá đâu nha. Bữa nay anh Lực với Lời chạy đi mua là bữa nay là sát cá rồi đó nha. Rồi bây giờ thì anh em lưu kết thúc ở đây thôi cho nè. Hẹn cả nhà clip sau. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Cả nhà nhớ ủng hộ đồng hành cùng kênh nha. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye.